chiều 15 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã lên tiếng khẩn về trường hợp bệnh nhân nhảy từ lầu 6 của bệnh viện xuống bên dưới dẫn đến tử vong. Theo bệnh viện, tối 14 tháng 10, ông Trần Văn Sở 37 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, nhập viện và được chẩn đoán đa chấn mính do tai nạn giao thông. Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc. Bác sĩ sắp xếp bệnh nhân nằm điều trị tại buồng bệnh số 1, khoa điều trị theo yêu cầu. Đến khoảng 10 giờ ngày 15 tháng 10, nam bệnh nhân đi xuống tầng 6 và vào buồng bệnh số 2 thuộc khoa ngoại tổng hợp. Nam bệnh nhân bất ngờ chui đầu qua cửa sổ, tung vỡ ô kính rồi rơi xuống tầng 3. Nhân viên y tế, bảo vệ và người nhà đưa vào nạn nhân vào khoa hồi sức cấp cứu vết cổ nhưng nạn nhân đã tử vong.